restarted. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Rồi nãy giờ anh chị thực hành rồi, anh chị có thắc mắc gì hỏi đi, từng người giơ tay, MC điều hành đi. Hải Biên giơ tay trước rồi, xin mời Hải Biên. Có thầy bây giờ là một người đăng ký 15%, còn hai người là được 30%, cộng lên hai thầy, sáu thầy. Thì mỗi một người là 15%. 15%. Bây giờ là em có 5 người đăng ký rồi đó. Thì 5 người là em 15% của 5 người, cứ một người là 15%. Đây, okay. Bây giờ nè, để giải thích nè. Cái này gọi là tiếp thị liên kết affiliate, có nghĩa là nó đi theo cái đường link của mình. Mỗi một người đăng ký tài khoản với một số điện thoại thì sẽ có đường link, nãy giờ thực hành rồi. Đúng chưa? Cái đó là chúng ta hiểu rồi đúng không? Cho nên đây là cái bước đầu tiên là mình đăng ký số tài khoản bằng số di động mình. Bước thứ hai là mình lấy đường link. Bước thứ ba là để cho nhiều người biết tới đường link của mình. Đúng chưa? Đúng không? Toàn làm vậy là toàn ra cái quy trình đàng hoàng đó. Anh em thấy mấy người kia không có bây giờ nói kỹ gì đâu. Thứ nhất là mình phải đăng ký tài khoản trước cái đã, miễn phí, nhưng mà phải đăng ký bằng số điện thoại của mình. Bước thứ hai là mình lấy đường link. Bước thứ ba là làm sao cho người ta biết cái đường link của mình. Thì có hai cách để lấy, đó là đưa lên Zalo và đưa lên Facebook. Đúng chưa? Mà để đưa lên Zalo hoặc Facebook, đó, mình rất là cụ thể. Đưa lên Zalo và Facebook thì em phải viết một cái content, có nghĩa là viết cái nội dung giống như là mình vô tình mình lụm được bí kíp, giống như nãy thầy Toàn có chia sẻ đó. Bí kíp kiếm tiền ở đây. Đúng rồi, mình phải chính xác, em biết rồi. Giống như là mình đừng có nói là ê mày vô lít dùm dùm anh đi để anh có tiền, đừng có nói vậy. Mình giống như là mình vô tình mình đi té dưới núi, ngước dưới núi lụm được cuốn sách của ông Toàn viết, sau đó đọc rồi đọc, ôi này có bí kíp kiếm tiền, ví dụ vậy đó. Anh chị phải giống như Kim Dung vậy đó ha. À, sau đó anh chị phải viết ra một ngày đẹp trời sáng thứ bảy ngày. Tôi đi lên núi mà tôi. Đúng không? Nghe nói nè, một ngày đẹp trời mưa gió bão bùng, ngày tháng 10 năm 2020, vô tình Hải Biên lướt trên mạng thấy đường link này hay quá, dành cho các anh chị làm một điều khoản. Ông anh cứ đem đến đồ ăn xíu bột xoài thì là. Hãy viết vào đây để cho chúng ta có những cái ABC gì đó là mình để trên đường Facebook và Zalo. Anh chị hiểu tôi nói không? Rồi đó, thì lúc đó đó anh chị để đường link, sau đó là mình phải sao, mình phải gọi là bán hàng trá hình, nhớ không, kỹ năng của ông Toàn là bán hàng trá hình. Ví dụ như Hải Biên có 10 bạn, ê tôi nói mày nghe nè, lúc mà mình ghi trên Facebook là mình sẽ tiếp cận khách hàng lạnh, khách hàng nóng, khách hàng búa xua hết, đúng không? Sau đó mình nói ê tao có cái này hay lắm, mày lên Facebook mày coi đi, có đường link này hay lắm, ông thầy Toàn mới chỉ kìa. Đó, đó là cái cách mình gọi điện bên ngoài, sau đó nó lít vô một cái. Cái đầu mình sẽ chỉ cho nó cách làm giống như nãy giờ thầy Toàn chỉ cho các bạn. Rồi sau đó là nãy giờ là có đường link rồi phải không? Có tài khoản miễn phí rồi đúng không? Em có nhu cầu bán bất động sản không? Dạ có. Vậy thì lên đăng ký. Đăng ký một ngày được đăng 4 tin miễn phí. Mà 4 tin mà nó bán được hàng thì bắt đầu sao anh chị? Bắt đầu nó khoái, nó kiếm được một miếng đất là 50 triệu, 100 triệu nó khoái. Cái đầu tin thứ 5 bắt đầu nó đăng tin. Bắt đầu nó nói thôi bây giờ tao mua 500 ngàn. Đăng tin một ngày. Thì anh chị có 15% của 500 ngàn. Hiểu chưa? Anh chị phải có công, anh chị phải hướng dẫn đó. À đăng ký rồi, hướng dẫn sau thì chút xíu tôi hướng dẫn tiếp. Đó, đó là cái sơ đồ chúng ta đi kiếm tiền. Kiếm tiền một cách thông minh, kiếm tiền bằng affiliate. Đó. Thì mới mốt mình sẽ ra một cái kho tàng sách cũng vậy đó. Ê, sách này miễn phí nè, mày download xuống. Thì chắc chắn là ông Toàn sẽ tạo một cái phiểu những sách miễn phí, nhưng mà những sách sao? Phải có phí chứ. Miễn phí hoài ông Toàn lấy gì có tiền uống bia, đúng không? Cho nên là ông Toàn có 15 triệu cái quyển sách thì ông cho 1 triệu cái quyển sách thôi. Còn 14 triệu còn lại là sao chị? Phải lấy tiền. Giống như mấy ông thầy mà ông giảng bài đó, ông giảng rất là nhiều thứ, này là miễn phí. Nhưng mà anh chị muốn học chi tiết không? Dạ muốn, hay quá thầy ơi. Vô đây, không có tiền là không có kem. Anh chị hiểu không? Cho nên cái quy trình bán hàng của nó là vậy. Đó anh chị không? Cho nên không có ai rảnh mà cho không đâu. Anh chị hiểu tôi không? Cho nên anh chị thấy ông thầy nào này thì mình bóc phát luôn với ổng luôn. Ông nào mà cho miễn phí là có vấn đề. Anh chị thấy không? Phần cuối cùng là gì? Bán hàng. Đó là cái format nó vậy. Đúng không? Rồi bây giờ anh chị sẽ nghiên cứu cái ngành của mình. Tại vì mình nghiên cứu ngành bất động sản rồi mình phải nghiên cứu cái ngành của mình. Ví dụ như Hải Biên đi làm về món chay đi. Anh chị click vào cái đường link này nè. Là anh chị được giảm giá 10%, 20%. Đó là do chiến thuật của em. Đó là em bán đồ chay. Rồi chiến thuật của anh Nam đi là anh bán mỹ phẩm.
em biết vào đường link này nè, anh sẽ giảm cho em 30% mỹ phẩm, tại vì mỹ phẩm nó tới 50% lời là như vậy thì giảm 30 còn 20 mình nhấn lời. Cho nên là cái hệ thống mình xây ra, cái này không phải là đa cấp nha, nói đi nói lại không phải đa cấp mà là một hệ thống mình làm đại lý để mình có thể có đường link trên hệ thống mạng. Thế thôi. Đó. Rồi còn phần còn tiếp theo thì chúng ta sẽ học từng bước chứ một ngày mà chúng ta học nhiều quá là anh chị tổng quả trong ba đó nha. Chúng ta thực hành rồi học và thực hành học và tự động anh chị học hết anh chị sẽ hiểu là tại sao người ta làm như vậy. Cái này là thế giới nó đang làm nhiều lắm. Ví dụ như có một số người anh chị thấy là làm bán hàng mà người ta không cần có hàng. Tôi lấy ví dụ như là những người bán những cái đĩa CD, ngày xưa là bán những đĩa CD của các ca sĩ. Họ ưa làm cái gì nè. Cho nên tại sao họ làm như vậy? Họ có 1 triệu đô, những người bán hàng đã có 1 triệu đô. Họ cứ dựa vào 10 tới 15%, 10 15% là họ có 1 triệu đô thôi. Cứ một đĩa là 100 đô đi thì bạn có 10 đô. Có 1 triệu đĩa thì nhân lên. Thế thôi, 10 đô, 1 triệu đĩa thì có 10 triệu đô. Đơn giản đúng không? Đó, rồi. Tôi thấy anh qua hải đường giơ tay có hỏi gì mình trả lại luôn nha. À, thầy ơi cho em hỏi tí. Thầy hỏi đi em. Cái đường link đó em hiểu là nó là cái đường link của riêng mình. Tuy nhiên là khi mà mình đăng lên Zalo hay Facebook là mình chỉ đăng đường link và cái content để mình ghi, hay là mình phải up vài một cái vào một cái tài sản bất động sản nào đó mình mới đăng. Nghĩa là nếu mà up vào cái tài sản á thì là chỉ được một cái. Không cần. Có nghĩa là tài sản bất động sản là riêng nữa, đó là một cái chương trình riêng nữa, còn cái này là mình chỉ mình chỉ tạo hệ thống cho anh em có nhiều cái đường link ở dưới mình để khi mà họ ví dụ như họ giống như anh Hoa đường mà cần bán tài sản, ảnh đăng ký 1 triệu tiền quảng cáo thì mình được 500 triệu, thế thôi. Cái vụ đăng bài lại là riêng, để nữa sẽ có một buổi riêng gì đó, đừng có lộn. Bởi vì đó là lý do tại sao mình tách ra hai cái, mặc dù nó nằm trong một tài khoản nha, mặc dù nó nằm trên tài khoản nhưng mà nó sẽ là hai cái chiến lược nó khác nhau. Cho nên là mỗi một thứ tôi dạy một buổi tôi dạy riêng, cho nếu mà dạy chung cái này nữa là anh chị loạn luôn. Rồi anh Thủy giơ tay. Vâng, em xin mời anh Thủy. Có gì hỏi cho em cái cách việc content. Anh Thủy lại chạy một tí xíu nha, anh chị cho hỏi nhau nha. Tôi có điện thoại tôi chạy lên tôi coi cái chương trình bên kia có gì không nha. Em cũng đang phải chạy cả hai đây này. Em mình thảo luận đi chị ơi. Chị Dung. Có. À, ví dụ như bây giờ có tiền rồi, ví dụ như được tiền rồi rút tiền có gì? Rút tiền á? Dạ. Tiền thì em phải hỏi thầy rút tiền chứ chị đã được rút đâu. Thế đây em mới hỏi chị này. Chị cũng vừa với cài, thầy vừa với cài xong cho mà. Nói tóm lại là mình cứ làm ra tiền đấy, chuyển rút tiền thì đơn giản. Hai Biên muốn muốn biết chị chỉ cho nào. Muốn rút được tiền, trước tiên á phải tìm người khách hàng đăng tin và trả tiền cái đã. Sau khi có khách hàng đăng tin và trả tiền cho những cái tin đăng đó thì mình mới có tiền. Mà muốn rút tiền á thì bấm vào cái chỗ tài khoản ngân hàng này nè, điền thông tin tài khoản ngân hàng của mình vào. Ủa cái trang này này, như hôm trước em được xem ấy, thì là mọi người thì, nếu như mà có ai mà vào đó họ đăng tin để bán bất động sản, đăng tin bán bất động sản mà họ bán được là mình được ăn 1% ở đó, cái số tiền họ bán. Vậy hả? Vâng, mình được ăn 1% cái miếng đất mà họ bán. Nhưng mà họ phải đăng ký vào phải đăng ký của mình. Nếu vô tình của ai mà họ đăng vào là họ nhấp vào là họ mình vẫn cứ thấy là tự động thôi. Tức là ngoài cái số tiền mà họ đăng tin mình được hưởng 1% cộng thêm cái số tiền họ bán được cái sản phẩm đó. Họ bán được mình cũng được. Vậy hả? Ui giời. Vậy cái đó mà họ đăng tin họ bán cái tài sản nó có giá trị thì chắc nhiều tiền lắm này. Đúng rồi, sẽ rất là nhiều tiền. Mà lúc bấy giờ là không phải là chỉ có được ăn có 2% đâu, mà còn ăn cả của cái người mà bán đất này, rồi ăn cả cái người mà mua đất này, rồi lại được ăn thêm cả cái mà người ta trích vào cái đường link của mình á, là mình lại còn được thêm cái phần về tài chính của cái phần đấy. Nó có nghĩa rằng là mình sẽ được ít nhất là 3
ba phần rồi đó, đâm ra là anh chị cứ tích cực vào để để cho nhiều người mua và mình được hưởng. Anh Nam ơi. Đấy. À, em thấy anh Nam nói đúng, nhưng mà cái này em thắc mắc là bởi vì nếu mà anh gửi cái đường link để ta đăng ký mà ok á, là cái phần này là của Mai Linh trả đúng không anh? Còn đúng rồi. Cái phần mà của người môi giới á, là nếu như người môi giới họ đăng bài gọi là có phí á, thì cũng là của Mai Linh trích để trả mình trên cái phần cái bài đăng ký của người ta. Còn cái phần thứ ba là cái phần mà khách hàng vào để mua tài sản á, thì cái phần này em đang thắc mắc bởi vì thường á, ví dụ chẳng hạn như tụi em làm môi giới đi, thì mình sẽ có cái quy định là chẳng hạn như bán một sản phẩm đó là trả cho họ môi giới là 1% hay 2% trên căn nhà đó. Nhưng mà nếu mà nói là 15% thì nó quá cao. Nhưng em không biết là cái phần này á, có thể là mình không biết là chỉ là giới thiệu anh, tới Mai Linh giải thích cái này cho cái người môi giới quan trọng thôi. Cái quan trọng tôi sẽ nói như này. Tôi nói như này để cho các anh chị hiểu thêm về một phần nữa, mà cái quan trọng nhất của mình phải hỏi được đúng cái câu hỏi đó. Cái thứ nhất là bây giờ tôi phải quan tâm đến cái điểm đó như này này. Nếu giả sử mà cái đường link của tôi đó có nhiều người vào rồi, nhưng mà làm sao tôi kiểm soát được là ai là cái người trả tiền cho mình và ai là cái người mà cái tài khoản của mình á, thì cái thằng chủ của cái sàn như là Mylander, nó có trích cái tiền đấy vào hay không, hay là nó chỉ dựa trên là cái ảo đó, rồi đến khi nó thu được cái tiền đấy rồi nó không trả cho mình nữa, thì lúc bây giờ mình cũng chẳng biết là mình hỏi ai cả, đúng không? Đây vì chia sẻ này, vấn đề là khi mình tải cái đường link lên trên mạng thông tin đại chúng, có người nào đấy mà họ lấy đường link của mình về để họ đăng quảng cáo, thì họ xem xong á là có cái mục là cho 5 tin miễn phí, có nghĩa là trước hết là họ dùng miễn phí cái đó, họ đăng tin được nếu họ bán được bất động sản, thì lập tức họ thể thấy cái vấn đề này hay, mà cho họ chỉ cho 5 tin thôi nhá, còn tin thứ 6 anh phải mua. Vậy thì trước tiên anh muốn mua, anh muốn đăng tin tiếp thì anh phải bỏ tiền vào cho tài khoản Hoàng Mai Trung trước, ví dụ một gói như vậy là 7 ngày hoặc một gói 10 ngày, mà một ngày 80 ngàn thì tức nếu 7 ngày thì 7, 8, 5, 6 anh nạp vào đây 500 trước tiên là anh mới được đăng. Đấy, thì rõ ràng khi mà họ vào nạp vào 500 thì liên kết cái đường link đó là mình sẽ được 15% của 500 của cái tin họ đăng, chứ không phải là cái tài khoản cái tiền họ bán giá bao nhiêu cái tài khoản đâu. 15% của cái giá của mảnh đất thì cực kỳ ghê gớm. Mà đây là 15% của cái tin họ bỏ vào đây 506 để họ đăng, hoặc là họ đầu tư vào 15 ngày, ví dụ có gói 15 ngày thì 15 ngày của 580 ngàn, tức là 800 là có khoảng là 1.2 triệu, như vậy mình hưởng được 15% của 1.2 triệu, chứ không phải là của cái giá đất nhá. 15% của 1.2 triệu. Như vậy mà có hàng chục người như họ lấy đường link mà cũng dẫn như thế, là tiếp thì liên kết của mình là có thể hàng chục người. Và đây là mới một app mà 26 app như vậy, sau này có 26 app như vậy, nếu họ tiếp tục cứ mua như thế thì mình một có một cái tài khoản tất cả các anh chị gọi là thụ động rất là lớn đấy, chứ không phải là giá thành của cái bất động sản 15% đâu. Mà còn cái app bên kia của cái app nó cổ phần mấy lén á, thì cái người trực tiếp vào tham gia mình sẽ được hưởng 5% thôi, 5% của người tham gia. Có nghĩa người tham gia nào vào 100 triệu thì mình chỉ có 5 triệu, mà 1 tỷ thì mình có 50 triệu, mà họ chỉ có vào một gói là 21.000 đô thì mình chỉ có được là đấy 5% của 1.000. Và cái F2 thì lại không có tiền mà chỉ có thưởng bằng mây. F2 là được 2% mây, tặng mây. Bởi vì đấy không phải là đa cấp, cho nên là họ là tiếp thị liên kết, cho nên cái người cái F2 họ vào đây tham gia thì mình chỉ được là 2% của mây. Và cùng F3 thì mình được thưởng 3% mây thôi, không có tiền. Còn nếu nhìn kia mà
mình lên đến cái tổng toàn bộ các F1 của mình mà lên đến là 1.500 đô, tức là mình được là lên cái cấp gọi là phó phòng kinh doanh, thì mình hưởng được là số tiền là 4% tổng số tiền của toàn bộ các cái F1 của mình, F2, F3, F4. Đấy, làm sao đó 15.000 đô thì mình được hưởng là 4%. Nếu mà hệ thống của mình lên đến 4.000 đô thì mình được hưởng 5%. À, lúc đấy là mình lên trưởng phòng. À, cái cấp là như vậy. Mà nếu 150.000 đô thì mình lên được là mình là quản lý cấp cao thì mình được cùng hưởng 5%, và cửa đó là phần đó là phần tiền. Còn mà trực tiếp là chỉ có F1 mình được hưởng tiền, còn F2 là chỉ hưởng được mây thôi. F2, F3 được thưởng mây. Anh Vĩ ơi, bữa nay cà phê thì mình chủ đề là gì ta? À, mình đừng có chia sẻ nhiều quá về những cái phần kia nha. Bây giờ nay cà phê không đồng. À, bữa nay cà phê là gì? Hôm nay hả? Thì anh em hỏi vấn đề. Thì hỏi việc chúng ta làm pháp chưa? À, còn ai có câu hỏi à? Thầy hướng dẫn cái cách viết con tén vì lúc này với xe máy nó chạy ôn quá không nghe được. À, viết con tén thì thật ra là trong cái quyển sách là kế hoạch làm giàu và áp dụng bí quyết thành công đó, mình có chia sẻ cho các bạn là chính cái tuyệt chiêu viết con tén rồi đó, thì anh chị có thể xem lại cái đó. Tuy nhiên mà để mà viết con tén mà hay á thì mình phải tham gia một cái khóa học gọi là 9 cấp độ marketing online chuyên về ngành bất động sản. Ví dụ như anh Vĩ đang kinh doanh bất động sản thì mình học chuyên về bất động sản, thì cái đó nó có 208 cái tuyệt kỹ về viết content. Thì cái này nó phải học nhiều ngày chứ không phải là chỉ có buổi sáng rồi chúng ta không được. Nhưng tuy nhiên anh chị có thể xem lại cái video clip á, thì nó sẽ có một cái cách để viết, đó là mở bài, thăng bài và kết luận. Nhưng mà cái cách chúng ta viết cái hành văn nó ví vỡm, đừng có bao giờ giống như chúng ta làm văn ở trong trường phổ thông. Tôi lấy ví dụ như nãy cái đường link đó, cái đường link mà nãy anh chị muốn người ta lít vô đó, thì anh chị phải viết một cách ngắn gọn mà nó dễ tiếp tí xíu. Tôi lấy ví dụ như hôm nay ngày 9/10/2021 mưa gió bão bùng, em ngồi bên quán cà phê đó là nghi ngút, tự nhiên lít qua thấy một cô nàng xinh đẹp, hỏi ra em đó là Dung, em chỉ cho tôi đường link này hay quá, tôi có thể là làm affiliate marketing, và thế là tôi đã làm được, ví dụ vậy đó. Các mọi người có thấy đường link này hay không, hãy lít vào đây, vân vân, là hết. Là thấy là chúng ta kêu gọi đó. Ví dụ như cách thiết đó, anh chị thấy không? Nói nghe là tôi làm luôn được đó. Anh chị có thể dẫn dụng. Văn của thầy Toàn như thế thì cô nào chả chết, hiểu không? Ví dụ vậy. Đó, thì tùy vào mỗi góc độ anh chị sẽ biết nhau. Nhưng mà anh chị phải tuân thủ là một cái bài lúc nào cũng phải mở bài, thăng bài và kết luận. À, mình nói lý do là mở bài là mình kéo một quán cà phê. Thân bài là mình gặp em Dung, và kết luận là anh chị phải đi vô cái link này đi. Xong. Hết. Đó, anh chị có thể suy nghĩ cái cách này. Đó, anh chị. Là lời đúng ra nó cũng phải ngắn như cái phần đó là giống như một bài văn. À, mưa gió bão bùng nè. Lấy em Dung. Đúng không? Đấy, rồi, có anh qua hãy được anh ý kiến kìa. Mời giơ tay lên. Cả phòng Zoom với cả thầy Toàn là cho em Dung lên ngôi rồi. Đúng rồi. Thật ra này em Dung lúc nào cũng ở trên coi như là quán cà phê. Đúng rồi. Xinh tươi rồi. Thế tử của thầy mà, trời ơi, đây tử ruột của thầy mà sao lại không cho lên ngôi được. Mà nói là bạn rất thân, nhưng mà thân ai nên lo. Dạ, em hỏi một tí xíu nữa. Rồi, hồi nãy á, lúc mà thầy đi á, thì anh Vĩ chia sẻ là cái phần bấm vào á, là ví dụ chẳng hạn như bấm vào khi mà mình đưa cái đường link của mình lên, một người môi giới người ta bấm vào trong đó thì người ta sẽ được 5 tin là đăng miễn phí, và tới tin thứ 6 trở đi thì nếu như họ đăng là họ sẽ mua theo gói. Ví dụ chẳng hạn ngày là 80.000, em ví dụ là gói 5 ngày đi là 400.000, thì mình được hưởng 15% trên gói 400 ngày đó. Nhưng mà ví dụ như hàng như không phải là môi giới mà là người mua sản phẩm, thì người ta vào cái link đó của mình và họ tìm sản phẩm để họ mua. Vậy thì khi họ giao dịch mua được một sản phẩm thì có được tiền này không? Giao dịch thì mình không được tiền. Giao dịch thì lại mình lại mua cái gói khác, nó lại một chuyên đề khác. Dạ. Có nghĩa là mình sẽ
sẽ là một cái thành viên trong ID của hệ thống Mailand thì mình mới là được cái tỷ lệ phần trăm đó. Nó lại là một chuyên đề khác nữa. Còn cái này là mình đang nói về cái mình tận dụng cái hệ sinh thái của bất động sản đó để mình khởi nghiệp không đồng, là mình chỉ giới thiệu về affiliate thôi, nghĩa là mình ăn tiền quảng cáo thôi, giống như quảng cáo Facebook, quảng cáo Zalo vậy đó. Còn cái chuyện mà giao dịch trên sàn bất động sản nó lại là một phạm trù khác nữa, là một cái lĩnh vực khác mà nó cũng trên hệ thống này, thì là bữa khác mình chia sẻ ra. Nó không có phải lấy từ đó, nếu lấy từ đó là anh chị giàu rồi. Cho nên nó làm cái gì nó cũng phải có lý. Cái này là đang nói về affiliate thôi, affiliate marketing thôi, chứ không phải là cái ID đó anh được hưởng bao nhiêu phần trăm trên giao dịch đó. Nó lại là một cái phạm trù khác nữa. Nghĩa là cái đường link này là mình giới thiệu chủ yếu là cho người ta vào để người ta vào làm quảng cáo thôi, đúng không hả? Đúng rồi, quảng cáo thôi. Chứ còn cái chị hỏi đó là cái, đó là cái giao dịch. Dạ đúng rồi, giao dịch thì đó là cái sàn là khác nữa, sàn giao dịch bất động sản này là khác. Rồi mời chị Hương quán cà phê bên đây có vẻ như là sâm tụ quá ta. Này thể cho cái đường link là có tiền là người nào cũng hân hoan. Cảm ơn thầy. Rồi, chị Thúy bây giờ chỉ cần bán gạo thôi, còn không cần cái đường link nào cả, hiểu không? Không, có thể là mình nè anh em tin đi, có thể vậy nè. Dạ, mình có thợ cả hai, có thể mình có thợ cả hai. Mình có thợ cả hai. Vừa bán được gạo lại vừa kiếm được tiền trên quảng cáo của Zalo và Facebook. Cứ đúng là rồi, cứ bảo là chính xác. Yeah. Hoặc là mình có thể làm cái chương trình promotion là ai mua 10 ký gạo em tặng đường link, hoặc là ai có nhiều đường link vô thì em tặng ký gạo, ví dụ vậy. Mình đó là do mình, do tự chị xây ra. Chị giống như chị hoạch định, mình là giám đốc của doanh nghiệp đó. Chị hoạch định cái đường link của mình ra là hoạch định cái chiến lược đi của chị. Cho nên bữa hôm mình có chia sẻ là mình đi, là mình sẽ có trong cặp bây giờ chị Thúy mình. Chị Thúy quảng cáo đi, rồi cứ như thầy Toàn vừa nói là cứ ai cập nhật vào là cứ tặng một kg gạo được không? Thì là coi như là chị vừa bán được gạo và chị vừa có tiền quảng cáo trong đường link của Zalo và của Facebook rồi. Thế là chị có hai nguồn thu. Và tới đây thầy Toàn sẽ hướng dẫn cho một cái đường link để kiếm thêm một cái khoản tiền ở một cái vị trí khác, thì phải gặp thầy Toàn riêng. Chứ chia sẻ nhiều quá mà thầy Toàn không được gì là thầy không cho đâu. Và phải mang khoảng độ 1-2 bao đến nhà thầy trước, đúng không? Dạ, có 5 viên rồi. Dạ. Mang 1-2 bao gạo đến nhà thầy trước đã. Tính rồi, anh Nam đây học bài đấy. Nam đây học bài rồi. Có nghĩa là anh Nam bên đây thuộc bài của ông thầy rồi đó. Anh Nam bên đây thuộc bài tốt đấy. Vâng. Kinh doanh trước tiên là phải cho đi rồi mới nhận lại anh Nam ha. Dạ. Đúng rồi. Anh Nam ơi. Bây giờ là chị kia. Có đây. Vậy là như anh bán xe hơi, em bán cái gì rồi khác, hay là anh bán xe cũng mà. À, với lại chị Thúy bán gạo là phải có một cái đường liên khác ha, chứ đâu có vô được của Mai Linh đúng không? Thì có đường liên kim của gạo đi. Hỏi thầy đi, hỏi gì? Thầy ơi. Nghe chị. Cứ 10 ký là chị. Báo cáo với cả anh chị là Nam không, Nam chưa có đường link của riêng phần môi trường, để chuyên môn làm môi trường. Bây giờ quảng cáo cái môi trường này thì nên không nè. Biết được là có ai mua không. Cho nên gì nè, các anh chị phải làm sao đó gọi là có cách tư duy hệ thống. Có nghĩa là tại sao anh chị phải đặt câu hỏi, có nghĩa là anh chị không có để ý cái cách của Toàn nói. Anh chị đặt câu hỏi tại sao Facebook nó vào, nó cho mà nó vào. Đúng chưa? Cái thằng Google nó cho mình nó giàu đó, mình phải đặt câu hỏi. Thì cái thằng mà affiliate này nó dùng cái công cụ là affiliate, còn riêng cái thằng mà Zalo Facebook á là nó dùng big data. Big data là sao? Nó ngay lập tức nó cho nhiều người sử dụng, càng nhiều càng tốt.
Để chi? Để khi mà có một đám đông là một doanh nghiệp lớn rồi đó, thì anh chị cần phải quảng cáo sản phẩm dịch vụ của mình. Thì lúc đó anh mới xuất hiện cái dịch vụ quảng cáo. Mà dịch vụ quảng cáo thì sao? Nó lấy tiền, nó lấy từ dịch vụ quảng cáo, nó lấy tiền. Đó, anh chị hiểu tôi nói không? Nó là big data. Cho nên đó, tôi thấy cái thằng Mylen nó cũng khôn lắm. Khôn là sao anh chị? Nó cho anh chị làm để cho mình đăng ký trên cái giao dịch đó là nó đã lấy tiền. Cái gói VIP 1, VIP 2, VIP 3 rồi. Mà nhiều người đăng ký trên vậy, ví dụ anh bán đi, anh bán đất đi. Thì anh đăng ký lên đó đó, thì lúc đó đó, lúc đó đó, anh chị bắt đầu post cái thông tin của mình cần quảng cáo lên. Thì lúc đó đó, nó lại có big data. Nó sẽ có cái bản đồ quy hoạch. Anh chị hiểu tôi nói không? Cho nên là nó lấy nhiều thứ chứ không phải nó lấy một thứ không anh chị? Cho nên khi ý mình nói đây là gì? Ý ở đây là nếu như chúng ta đứng ở vai trò mình là người bán sản phẩm dịch vụ thì mình sẽ quy hoạch được những cái phần đó để chúng ta kiếm đa dạng quá nguồn thu. Quan trọng ở chỗ là đa dạng quá nguồn thu. Đấy. Ví dụ như chị Hương mới mốt là làm cái nghề là thiết bị bôi trơn máy móc đi. Thì chị phải yêu cầu IT thành lập nên một cái web mà nó có phần affiliate marketing trong đó. Giống như anh Nam về môi trường chẳng hạn, anh cũng phải có chính sách đó. Rồi chị Thúy Gạo cũng nên có chính sách đó. Tại vì anh chị phải sử dụng đòn bẩy, chứ đâu có ai ở không mà giới thiệu cho mình không. Người ta sẽ có một cái phần affiliate trong đó. Thì lúc đó đó sản phẩm dịch vụ của anh sẽ được nhiều người biết tới. Thì cái tư tưởng ngày hôm nay chính là cái khởi nghiệp không đồng. Thật ra nói không đồng, nhưng mà anh chị phải bỏ sức. Nó có hai phạm trù mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài. Một là anh sẽ có tiền, anh sẽ đi làm quảng cáo, thì anh gia tăng thương hiệu, anh gia tăng được big data. Hai thì không có tiền thì sao? Không có tiền thì anh sẽ tạo một cái di sản bằng cách là anh phải dùng trí tuệ kết hợp cộng đồng, build lên. Ví dụ như giống như tôi nè, tôi lấy trường hợp tôi đi dạy hiểu. Anh chị mà có bỏ chi phí, anh chị có thể chạy quảng cáo website lên, chạy kênh YouTube lên, đúng không? Còn toàn là toàn không? Toàn sẵn có gạo nha ba. Gạo là gì? Gạo của mình là sách. Gạo của mình là gì? Nguyên vật liệu của mình là gì? Là tri thức. Cho nên sáng giờ tôi chia sẻ anh chị là gì? Tôi là chia sẻ tri thức. Thiệt không đó? Thì đó chính là cái gì? Nguyên vật liệu để tôi làm gì? Quảng cáo. Và anh chị thấy tôi hay không? Hay. Hay như vậy thì có thể mời nhiều người để tham gia và xem lại kênh YouTube của tôi. Thì tự động tôi chỉ cần để trên cái góc trái hoặc là góc phải trên cái video của tôi là cái logo về Đào Tạo Pha, là đúng cái cách tôi đã làm. Đó là gì? Tôi bia cái hình ảnh logo về Đào Tạo Pha. Rồi sau nữa thì sao? Sau nữa thì chắc chắn là anh qua hai đường, anh đang làm giám đốc của công ty bất động sản, thì chắc chắn anh có khoảng 5 thằng lính hoặc 10 thằng lính. Thậm chí sau này anh phát triển anh có 1.000 nhân viên thì sao? Thì anh cần đào tạo nhân viên chứ. Đã có nhiều nhân sự thì bắt buộc phải đào tạo. Mà đào tạo thì nhớ tới ai? Đào tạo nhớ đến thầy Toàn, đúng không? Thì đó là tôi, là cái gieo hạt. Anh chị hiểu không? Đó là cái cách đi marketing của tôi từ từ từ. Đó là lý do tại sao tôi mở quán cà phê sáng sớm tôi phải đọc sách. Đó là tôi phân tích cho anh chị thấy. Thay vì tôi phải dùng tiền tôi chạy quảng cáo làm chi? Nó sẽ không có hiệu quả. Mà người ta đọc vô cuốn sách thì ông này ông có viết sách rồi nha, ông có phân tích tình hình này nha, bán gạo cũng bán được rồi nha, bán thiết bị bôi trơn cũng bán được rồi nha, môi trường cũng chơi được rồi nha, bán hạt chia cũng chơi được nha, bán thuốc độc cũng bán được luôn. Thậm chí bán chạy hòm cũng làm được luôn. Anh chị có thấy một số chạy hòm mới chạy Facebook không? Có luôn đó nha. Thấy bán quan tài á, tôi nói chạy hòm nên thấy vui ha. À, rồi anh chị bán bất động sản là chuyện bình thường, đúng không? Mai mốt tôi bán thuốc chuột cũng có thể chạy quảng cáo được luôn, đúng không? Đấy, thì anh chị thấy rằng là cái lĩnh vực mà marketing và lĩnh vực sale thì ai cũng cần hết trơn á, đúng không ạ? Rồi, tôi thấy chị Hương giơ tay lên, không biết chị hỏi gì, chị có thể phát biểu ạ. Sao anh chị cười? Bán thuốc chuột cũng phải quảng cáo chứ. Bây giờ một mình bán thuốc chuột, bây giờ tới 100 thằng nó bán thuốc chuột thì mình phải quảng cáo chứ. Đúng không? 8-9 năm về trước á, là Trung Quốc nó có bán cái thuốc chuột và nó quảng cáo là để diệt chuột. Nhưng mà thực chất ra cái thuốc chuột đó khi con chuột nó ăn vào á, là nó kích thích sinh sản, chứ không phải diệt chuột. Đó là chiêu của thằng Trung Quốc á. Có nghĩa là để đó là bán được nhiều. Đúng rồi, phạm trù khác, đúng rồi. Để bán được nhiều thuốc. Đó. Cái đó lại là một phạm trù khác. Tôi thấy ví dụ như là đúng rồi, không à. Đương nhiên là một cái
phạm trù khác. Nhưng mà ở đây là do cái câu nói là bán thuốc chuột thì mình đưa vào đó thôi, chứ còn đấy là một cái phạm trù khác rồi. Riêng nói về thằng Trung Quốc thì nó có nhiều phạm trù lắm. Một ý nghĩa, một từ của thằng Trung Quốc nó có tới đến 7 cái nghĩa khác nhau. Nói về chữ và nói về thằng Trung Quốc là một từ của nó là nó có tới đến 7 nghĩa khác nhau. Cho nên anh chị thấy là tại sao thằng Trung Quốc nó đi mua móng trâu. Con trâu nó có 40 chân rồi, nó mua móng trâu là chết luôn con trâu rồi. Rồi nó mua con cắt kè mà nó phải 2 kg trở lên nó mới mua, hoặc là 1 kg trở lên nó mua, đúng không? Rồi nó mua đuôi mèo hay đuôi gì đó vân vân, thì có nghĩa là nó muốn diệt chủng những cái sản phẩm đó, những cái con vật đó, để gì? Nó sử dụng cái, nó sẽ cho thiên địch, có nghĩa là nó sẽ rối loạn về hệ sinh thái của môi trường rất là phức tạp. Cho nên bữa ngày hôm nay là chúng ta nói về marketing, chúng ta không nói về cái vấn đề đó. Cho nên vấn đề đó là quốc hội người ta bàn, anh em mình là nói về cà phê, về công nghệ marketing thôi. Cho nên là nó rất nhiều phạm trù ở Nam ạ. Cho nên là nó vươn tầm của anh em mình, cho nên mình không bàn ở đây. Ok rồi, mời chị Hương hỏi ạ. Vâng, lúc nãy em nói mà cái loa nó lại không bắt được. Em muốn hỏi thầy cái câu hỏi này nè. Đưa cho người ta cái đường link nữa, người ta đăng ký, đăng tin miễn phí là một ngày được 4 tin nhắn. Vậy là ngày hôm sau vẫn được đăng tin 4 tin nhắn hay là chỉ đăng tin 4 tin nhắn miễn phí thôi? Còn nếu mà đăng tin thứ 5 là phải đóng tiền. Một ngày là 4 tin. Tại hiện tại là cái công ty bất động sản Milan đó, nó đang muốn cho nhiều người đăng tin trên đó, cho nên nó đang có chính sách như vậy. Tuy nhiên các bạn mới nhớ là cái gì cũng vậy, miễn phí nó có giá của miễn phí. Ví dụ như có rất nhiều người mà người ta đăng ký thì cái tin của mình sẽ bị trôi. Ví dụ như giống như Facebook, anh chị thấy là một ngày nó mấy triệu tin đăng thì làm sao thấy được. Cho nên là bắt đầu anh chị đăng ký, tại vì cái chiến thuật của mọi người thôi, anh chị đăng ký bắt đầu tin của mình bị trôi. Tin của mình trôi thì có sao, bực quá đăng ký 150.000, đúng không? Mua một gói tin mà nó có rất nhiều gói VIP 1, VIP 2, VIP 3. Có nghĩa là khi mình đăng tin lên đó, cái VIP đó nó sẽ xuất hiện. Ví dụ như mình nói nè, đa số dân văn phòng người ta sẽ đọc tin tức vào khoảng 11 giờ, 12 giờ. Tại vì xong việc đó, sắp sửa nghỉ trưa đó, người ta ưa đọc tin tức. Cho nên anh chị sẽ mua một cái gói mà nó đăng ký theo giờ, nó xuất hiện theo giờ đó, chị hiểu tôi nói không? Đăng một gói tin nó xuất hiện theo 11 giờ đi chẳng hạn, anh chị confirm đó là 1 giờ, là 11 giờ thì anh chị đăng ký vào. Cho nên là cái giờ đó là anh chị phải bỏ tiền. Giống như Facebook đó, nó đang chơi chiến thuật giống như Facebook đó. Có nghĩa là nó cho anh 4 tin đăng, tự nhiên cái anh bực mình quá, tới tin thứ 5 anh bắt buộc phải mua, rồi phải theo giờ. Đấy, giống như Facebook anh chị đăng lên không có nhiều like, bắt buộc anh chị phải sao, tức quá chạy quảng cáo Facebook, ngày tốn 500.000 hoặc triệu thì nó lấy cái ngân sách đó. Hoặc là sao, nhà nhà chạy Facebook, người người chạy Facebook. Ví dụ như anh chị mà làm lĩnh vực môi trường đi, ví dụ như chị Hương cũng làm bán một cái máy về xử lý môi trường, anh Nam cũng bán một cái máy như vậy, chị Hương cũng bán như vậy, anh Hoai Đường cũng bán, thì bắt buộc sao, anh Thế Phương cũng bán luôn, thì bắt buộc chúng ta cũng phải chạy quảng cáo. Mà ba thằng nó chạy quảng cáo thì 100 thằng nó cũng chạy luôn, thì như thế là sao, nó phải tranh chấp từ khóa. Có nghĩa là từ khóa nó giống như là Google AdWords, anh chị cũng thấy nó cũng chơi cái chiêu đó đó. Một cái từ khóa là thiết bị môi trường chẳng hạn, tôi lấy ví dụ nha, thiết bị môi trường thì có một mình chị Hương thì chạy quảng cáo lẹ lắm, nhưng mà ví dụ như có Nam vô thì bắt đầu đấu giá, nó giống như mình đấu giá vậy đó, đấu giá ngoài đời đó. Ví dụ như từ khóa đó là 1.000 đồng một từ, 1.000 đồng một từ, nhưng mà có một mình chị Hương là 1.000, nhưng mà có Nam bắt đầu nó lên 1.500, có anh Thế Phương vô cái 1.600, có chị Dung vô cái nó 2.000, ví dụ vậy đó. Thì bởi vì người ta nói á, là chạy quảng cáo nó sẽ tùy thuộc vào cái chính sách và chiến lược cũng như là tài chính của một đơn vị nào đó. Thì cái này nó hơi sâu về marketing tí xíu. Thì cái này anh chị nếu mà được á, thì sẽ học thêm một cái khóa marketing. Cái này mình không có quảng cáo nha, nhưng mà rõ ràng là anh chị thấy á, là trong marketing á, thì nó sẽ cần có những cái đội nhóm và người leader để hoạch định cái chiến lược marketing đó. Chứ không phải là đâm đầu vô Facebook là mình chạy quảng cáo. Chứ không phải là em chạy 500 ngàn mà chạy hoài. Có những bữa chúng ta chỉ chạy 100.000 thôi là nó đã lên. Có những bữa bỏ ra 2 triệu cũng không lên.
Cho nên trong Facebook á, là anh chị phải biết cắm cờ và vẽ chân dung khách hàng. Quan trọng nhất là vẽ chân dung khách hàng, đối tượng khách hàng mình là ai và nó nằm ở khu vực nào. Thì cái đó là nó thuộc, tại sao tôi nói là có những cái khóa mà tôi dạy marketing online thành công hơn người khác, là tại vì cái ngành này nè, cái marketing online, cái chuyên đề này nè, nó lai lai giữa cái ông kỹ thuật. Nãy giờ anh chị thấy ông nói là môn kỹ thuật, nhưng mà nó cộng luôn cả kỹ năng về kinh doanh. Nãy giờ tôi nói là lái qua giữa kỹ thuật và kinh doanh, có nghĩa là anh chị vẽ được chân dung khách hàng là anh sẽ nắm được khách hàng đó thuộc cái đối tượng nào, thu nhập bao nhiêu, cắm cờ ở đâu, thì nó lại liên quan tới kỹ thuật, giữa kỹ thuật và kinh doanh. Cho nên là anh chị phải nghiên cứu sâu về phần này, chứ không phải là chúng ta chỉ chạy Facebook, chạy quảng cáo là chỉ có đó là đơn giản. Đâu có phải là chúng ta post lên cái là chúng ta có khách đâu. Rồi, bước tiếp theo nữa, tôi cho các anh chị chạy luôn. Tôi cho anh chị chạy quảng cáo, bây giờ anh chị kiếm được 1.000 khách hàng. Tôi lấy ví dụ nha, kiếm được 1.000 khách hàng. Chỉ đổ về website hoặc là chỉ đổ về cái group Zalo của mình chẳng hạn. Nhưng anh không có kỹ năng về chốt sale. Thì 1.000 khách hàng đó vào cái ao của mình, tôi lấy ví dụ là khách hàng là cá đi. Vào cái ao đó, chưa chắc anh chị biến đổi nó trở thành đơn hàng của mình. 1.000 người vô rồi, chưa chắc 1.000 người đó mua hàng của mình. Thì anh chị cần phải có kỹ năng về chốt sale. Cho nên cái lĩnh vực marketing online nó rất hay là chỗ đó đó. Anh chị hiểu tôi nói không? Cho nên nó tại sao người ta nói à, cho anh Toàn chạy sao mà hiệu quả mà đưa cho anh Nam chạy không hiệu quả. Nên mỗi người nó có một cái chiêu khác nhau. Và tôi cũng chia sẻ chị luôn, cái ngành mà marketing online này chạy bất động sản nó sẽ khác hơn với mỹ phẩm. Mỗi một ngành nó có một tệp khách hàng khác nhau. Cho nên là anh chị phải có cái kinh nghiệm về cái lĩnh vực đó. Đấy, giống như là thuốc lá của anh Tới Phương nè, anh này cũng là chuyên về marketing online nè, nó lại là một cái mảng khác. Cho nên cái anh chị phải vẽ chân dung khách hàng là vậy đó. À, còn cái kỹ thuật là một cái phần kỹ thuật, một cái điều là chúng ta chạy thôi. Ai cũng biết chạy Facebook, nhưng mà không phải ai chạy Facebook cũng hiệu quả. Rồi, trả lời chị Hương vậy ha. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, thấy anh Hải Đường giơ tay hoài, không biết có gì phát biểu không ta? Chắc Ngọc Anh thì quên đây, chưa tắt thầy ơi. Vâng, đây. Chưa tắt, dạ vâng. Có ai hỏi gì nữa không? Đây có anh Sáu Bùi vô nè. Ví dụ như lĩnh vực ô tô, lĩnh vực ô tô anh chị chạy quảng cáo cũng khác luôn. Ví dụ như người nào mà mua xe ô tô khác với người mua xe máy chứ, đúng không? Tại vì cái thu nhập của mọi người nó khác, cái đối tượng vẽ chân dung khách hàng nó khác nhau. Xe máy thì phổ thông rồi, còn xe ô tô thì nó là phải là một phân khúc khác. Cho nên anh chị chạy quảng cáo phải biết cách à. Mà một buổi sáng thì không thể nào nói hết những cái cách này, anh chị phải qua nhiều cái tool công cụ lắm. Thôi thì chúng ta chịu khó, mỗi một ngày chúng ta có một cái chiêu khác nhau. Ha. Chịu khó chúng ta lên nghe đọc sách buổi sáng đi, 6:30 thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị những cái chiêu khác nhau. Đấy. Còn nếu không thì anh chị phải học một cái khóa chuyên sâu về marketing online. Mà tôi đang có ý định là tôi sẽ đào tạo cho những người đầu tư của Mailand á về marketing online. Chứ đâu phải anh chị bỏ tiền vô xong anh chị đầu tư, cái anh chị ngồi đó anh đợi đâu, đúng không? Anh chị phải biết cách chúng ta gia tăng thu nhập. Ví dụ, tôi lấy ví dụ thôi, đơn giản ở ngoài đời nè. Hai ông cùng đi bộ từ điểm A sang điểm B. Cái ông nào mà đi bộ thì ông đi chậm hơn. Tôi lên xe hơi chạy luôn cho lẹ. Đúng không? Thì cái quãng đường 100 km thì tôi đi xe hơi chắc chắn tôi nhanh hơn anh đi bộ rồi. Anh đi qua hai đường mà anh đi bộ thì biết chừng nào mới tới 100 km. Chậm thì bằng đây xuống Cần Thơ rồi. Đó. Cho nên là anh chị thấy không, vẫn là một đoạn đường nhưng mà chúng ta biết cách đi. Và thậm chí tôi đi đường tắt nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Rồi, cà phê hôm nay rất nhiều điều thú vị ha. Anh Sáu đẹp trai vô rồi kìa. Anh Nam bật mic lên. Sáng, anh Trần sáng giờ họp, sáng giờ họp cho nên là họp 9:30 định 9:00 tranh thủ vào và đi vào. Bị lỗi tí thôi xong rồi xong. Cà phê á, anh chị phải nhớ nè, cà phê á, là cái link cũ, là cái link của Viện Đào Tạo Bách Khoa mà Dũng buổi tối vừa dạy là cái đường link này nè. Còn buổi sáng mà là đọc sách á, là cái số 999 888 6868 là số đẹp.
là tôi để đọc sách đến chi anh chị biết không? Tôi có nhiều đối tượng khác nhau, ví dụ như mây len, bất động sản rồi mỹ phẩm gì đó, nó vô số đẹp. Cái đó là giống như là tôi chia sẻ anh chị luôn. Tôi chia sẻ anh chị luôn, đó là phong thủy đúng không? Đúng rồi, tạo phễu. Cho dễ nhớ tạo phễu. Còn khi chúng ta đã quen rồi thì cái zoom nào cũng như zoom nào mà, đúng không? Cho nên là chúng ta cà phê vẫn giữ cái zoom cũ. Còn về mà mặt mà chúng ta tạo phễu, tôi đọc sách là tôi tạo phễu mà. Để tôi tìm những cái khách hàng mới, cho nên tôi phải chọn cái zoom đẹp tí. Chị hiểu rồi đó không? Cho nên là khi mỗi cách đó tôi làm là tôi có ý đồ hết à. Chị hiểu rồi đó không? Cho nên anh chị làm kinh doanh là anh chị phải suy nghĩ. Anh chị suy nghĩ những cái tập chiêu của người khác. Chứ còn tôi copy trang người ta thì đâu có gì là đặt chiêu, đúng không ạ? À? Rồi, chúng ta chia sẻ đi. Cà phê hôm nay là anh chị cứ chia sẻ thoải mái. Làm sao là marketing không đồng? Em xin mời các anh chị khác ạ. Cho đường chia sẻ xíu ạ. Dạ vâng ạ. À vâng, thực ra hôm nay là rất cảm ơn thầy Toàn. Thực ra tất cả những cái công nghệ này thì thực ra Melen nó cũng làm hết rồi. Cũng cho hết rồi, nhưng mà không phải là nhóm nào cũng thể làm mà phát triển muốn nhanh mạnh á. Bản thân cái người đứng đầu nó quan trọng lắm. Thực sự đó lý do tại sao mà khi mà mình nhìn đôi khi bà xã là đang học đi qua là nhìn thấy thầy Toàn thì tự nhiên quay lại nhìn thấy là bắt đầu đó là phải kết bạn, mà làm sao á, phải theo thầy là như vậy. Tại vì mỗi một đội nhóm thì nó sẽ có sức khác nhau, và đặc biệt là người đứng đầu mà người ta biết hết thì người ta chỉ cho mình những cái rất là căn bản. Thực ra thiết gì liên kết ở trong Mainland người ta ghi thức. Được á, thì chắc nên vào thầy không có thầy đố mày làm nên là như vậy. Những cái đơn giản nhất, hồi xưa em hay chọc đùa lính của em bằng một câu là thế này: bạn cứ để ý là mặc cái quần đó là đơn giản nhất. Mà ngày hôm nay á, có ai nói là mặc quần không được không? Nhưng mà lúc nhỏ mình mặc quần mãi cũng không được luôn, tập mãi mặc quần được. Nhưng mà ngày nay có ai lớn lên bảo tôi không mặc được cái quần đâu. Nên như hôm nay cũng vậy thôi, rất đơn giản. Mainland có cho hết mình rồi. Nhưng nếu không có thầy Toàn chỉ hướng dẫn chi tiết, bản thân dẫn chi tiết nhưng mà cũng bị từ ngón. Thế nên là thực sự hôm nay cảm ơn thầy. Những cái đơn giản, nhưng mà nếu không có người thầy thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ là đơn giản cả, nên cái gì cũng phải học. Nên nếu mà người ta bảo là biết một người muốn thành công mà cứ suốt ngày mở miệng nha, cái gì cũng tôi biết rồi, bạn biết rồi, bạn ngồi đấy thì mãi mãi là không. Rất cảm ơn thầy ạ. Rồi xin chào, cảm ơn tất cả anh chị em đã nghe. Giờ nè, tôi chia sẻ anh chị thấy nè, chia sẻ một ý này đó nè. Hồi tối hôm qua nếu mà ai có theo dõi cái Zoom này á, cái chỗ anh thạc sĩ Trần Anh Dũng á, bữa vị đầu tóc của tôi á, là ảnh lấy database từ Facebook và Zalo, đúng không? Vẫn là một cái chiêu lấy, nhưng mà lấy dữ liệu về á, mà anh chị mà không phân tích kỹ á, và anh chị không biết cách lấy á, vài bữa 3 ngày nó phá tài khoản của anh luôn. Tại vì sao? Tại vì tôi đã từng bị rồi, chứ không có gì hay á. Tôi đã từng tạo cái tài khoản rồi, tại vì đó là cái cơ chế phần mềm của ATB là Facebook Luxus. Cho nên anh chị phải lấy một ngày, hai ngày anh chị nghỉ, hai ngày sau lấy tiếp, rồi nghỉ, hai ngày sau lấy tiếp, nghỉ, rồi sau đó lấy dữ liệu về. Mà dữ liệu lấy về rồi anh chị phải phân, và anh chị phải biết content, và anh chị phải biết kỹ năng chốt sale. Cho nên là kỹ thuật, tool là tool, còn kỹ năng chốt sale là kỹ năng. Cho nên tôi có ghi trong cái khung chat đó, tool cộng cho kỹ năng chốt sale, cộng cho kinh nghiệm trải nghiệm khách hàng 4.0, anh chị mới ra đơn. Chứ không phải tự nhiên tôi lấy dữ liệu về, tôi lấy số điện thoại. Bây giờ giả sử nè, đơn giản nhất, tôi có số điện thoại của anh qua hai đường, tôi có email của anh qua hai đường, làm sao tôi chốt sale anh hai qua hai đường? Chẳng lẽ tôi gọi điện alo, em là Nguyễn Văn Tèo, em có viện đào tạo Bách Khoa, em là la la la, là la la la, là cái ông đường cũng nghe xong mày khùng hả, mày đi chơi cái chơi, đúng không? Nên thì anh chị phải có cách chốt sale, phải biến khách hàng từ lạnh, thật sự lạnh và ấm, sao nhìn cái ấm mới trở thành nóng, sao mới chốt sale được, anh chị hiểu tôi nói không? Cho nên nó công cụ, công nghệ nó rất hay, nó hiện đại, nhưng mà đôi khi nó hại điện. Tôi khoái chơi chữ đó kìa, hiện đại nhưng mà nó hại điện. Chưa chắc anh lấy được 15 triệu khách hàng từ Facebook mà anh biến nó thành đơn đâu.
Cho nên những cái thằng mà nó chạy Facebook trên quảng cáo trên Facebook, anh chị thấy đi, cam kết ra đơn là mấy anh nó xạo. Cam kết ra đơn là tôi không dám cam kết ra đơn. Tại sao? Tại vì nó tùy thuộc vào cái kỹ năng chốt sale của nhân viên, của các cái khách hàng, của các cái doanh nghiệp đó, tôi phải đào tạo training nữa thì mới chốt sale được. Chứ ai mà chạy quảng cáo mà cam kết ra đơn là không có đâu. Mấy đó nó không biết gì hết, nó xạo đó anh chị nha. Nó chỉ có lấy tiền của anh chị thôi. Nó lấy tiền anh chị để nó quảng cáo, là nó lấy được 20% cái phí quản lý quảng cáo. Đó, nên anh chị phải hiểu vấn đề. Cho nên cái đầu tiên mà tôi chia sẻ cho các cái doanh nghiệp CEO á, là anh chị phải có tư duy quản trị. Anh phải có tư duy về lãnh đạo. Giống như bán hàng, chưa có vô dạy mà phải có tư duy về bán hàng. Chứ còn ví dụ như nói là anh phải biết được là cái tiền ngân sách anh đi quảng cáo đi đâu về đâu. Anh biết là chi 100 triệu là anh chỉ có 80 triệu thôi, 20 triệu là cái ông agency, nó gọi tên là agency nó lại lấy rồi. Cho nên là chắc chắn là nó không có hiệu quả bằng cách con hiểu được là dòng tiền mình đi về đâu. Rồi, cảm ơn anh Nam tính phát biểu gì ạ? Nói về cái chốt sale thì tôi có một cái việc chia sẻ chính bản thân của tôi. Cách đây khoảng độ 18 năm, tôi làm về môi trường thì tôi có một cái đề tài làm nước cho Bộ Quốc phòng. Thế và người ta chấp thuận cái đề tài này của tôi rồi thì cái ông này là phụ trách chính ở trong cái tổng cục của Bộ Quốc phòng đấy. Ông ấy đến nhà tôi và đến văn phòng nhà tôi. Ông đến văn phòng của tôi thì mình thì là dân thường, mặc quần áo bình thường. Nhưng mà anh ấy đi đến văn phòng của mình thì anh ấy mặc quần áo bộ đội và đeo quân hàm, quân hiệu. Nó có một cái gì đấy nó rất là uy nghi. Nếu như mà mình không có được những các cái tính năng hoặc mình không có được những các cái duy trì của cái cuộc nói chuyện của mình thì chắc chắn là cái cuộc chốt sale đấy, chốt cái hợp đồng đó nó sẽ bị thất bại và thành công không thành công. Thế thì khi mà anh ấy vào trong văn phòng của tôi thì có một người nữa là trợ lý của tôi và có bản thân tôi, thì ông ấy ngồi, mặt ông ấy lạnh như tiền. Ông ấy mời uống nước trà thì ông ấy nhấp tí nước trà, xong rồi bắt đầu ông ấy ngồi, ông ấy không nói năng gì hết. Ông ấy ngồi, ông ấy rất là đăm chiêu và ông ấy chỉ có hỏi mình là em cho anh biết xem là cái công nghệ để xử lý cái loại nước nó như này thì nó phải trải qua những các cái bước nó như nào. Và mình ngồi mình nói về công nghệ để xử lý từ đầu cho đến đuôi để ra được cái dòng nước nó được sạch và nó để phục vụ được cho cán bộ công nhân viên binh lính ở trong cái đơn vị đó. Thì ông ấy ngồi ông ấy lặng thinh, ông ấy không có nói hoặc không có gì cả. Mình vẫn cứ nói chuyện nhưng mà trong đầu của mình thì mình nghĩ là ông này ông không có cái tính cởi mở. Và cái nét mặt của ông ấy nhìn nó rất là đăm chiêu, thì không biết được là mình nói như vậy và ông ấy đánh giá mình ra làm sao. Và ông suy nghĩ là cuộc mà nói chuyện đạo như này thì không biết được là có chốt được cái hợp đồng đấy của mình hay không. Cái hợp đồng đấy thì cách đây khoảng độ 17-18 năm thì nó cũng không phải là nhiều tiền nhưng mà cũng không phải là ít tiền. Với cái thời điểm đó mà ký được một cái hợp đồng tầm khoảng độ 780 triệu thì cũng là một cái cũng rất là hãnh diện với cả những các cái người bạn khác của mình cùng làm về môi trường. Thế sau khi ông ấy uống trà xong rồi mình nói xong thì mình mới có hỏi trở lại với cả cái anh đó là đại tá. Và thưa anh là qua một cái câu chuyện và anh đã đưa ra những các cái câu hỏi và em đã trả lời hết như vậy thì với cái quyền hạn và với cái xem xét của anh để đi được đến cái sự mà bàn bạc tiếp về cái hợp đồng hoặc là thương thảo về cái hợp đồng này thì anh đánh giá về cái việc mà em đã trình bày về cái công nghệ để xử lý nước thì anh thấy như nào? Thì sau khoảng độ 2-3 phút ông mới ngẩng mặt lên nhá. Ông ngẩng mặt lên và ông mới nói là
anh hoàn toàn chấp nhận được cái phương án của bên em đã đưa ra, và anh nghe được những các cái lời giải thích và dẫn dắt cái câu chuyện từ cái nguồn nước bẩn ra đến cái nguồn nước sạch, nó đạt được cái tiêu chí và nó đạt được những các cái thông số kỹ thuật mà ở trong cái bộ máy của anh đặt ra để làm sao cái nguồn nước đấy nó phục vụ được cho cả sinh hoạt, nó phục vụ được cho cả trong cái ngành nghề sản xuất. Thì khi mà mình nghe được cái như vậy rồi thì bắt đầu cái nét mặt của mình ấy, là bắt đầu nó hoàn toàn nó khác đi được. Thì đấy cũng là một cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ đến cho các anh em rằng khi mà mình ngồi mình nói chuyện và mình tiếp với cả một cái con người nào đó mà mặt người ta lạnh như tiền, là mình cũng có những cái mà hơi bị ác cảm với cả những cái con người đó, và mình cũng không hiểu được rằng người ta nghĩ như thế nào ở trong các cái công đoạn đó. Nhưng mà các bạn sẽ phải tin tưởng được rằng những các cái chuyên môn, những các cái ngành nghề và những các cái việc mà mình đang kinh doanh, mình phải biết được rằng cái con đường của mình đi và mình đang nói những các cái công nghệ đấy nó là đúng, thì chắc chắn rằng cái người mua hoặc là cái người mà người ta cần cái công nghệ đó, người ta sẽ nghe thấy, người ta sẽ hiểu được rằng nó sẽ có những các cái sự logic. Thì chắc chắn rằng các anh chị hoặc bản thân tôi sẽ chốt được cái sale của cái buổi tọa đàm của ngày hôm đó. Thì nhân đây anh Toàn có nói về cái việc để chốt sale và làm như thế nào để chốt được sale, thì đấy nó cũng cả một cái nghệ thuật. Ở đây cái nghệ thuật của cái người chốt sale và cũng là một cái nghệ thuật ở trong cái kỹ thuật nữa, chứ không phải mình cứ nói là mình là chốt sale dẻo giỏi là mình sẽ chốt được sale. Thế thì qua cái câu chuyện của tiến sĩ Toàn thì cách đây 18 năm mình cũng gặp một cái trường hợp như vậy, thì mình cũng lên chia sẻ các anh em để có thể là những người bán hàng hoặc là những người đã làm những cái công tác gì đó thì chắc chắn rằng cũng sẽ gặp được một trong những các cái người mà nét mặt người ta sẽ đăm chiêu, và lúc bấy giờ mình cần phải gợi mở nó lên như thế nào và mình nói như thế nào để cho người ta hiểu được là mình đang nói cái gì và mình làm cái gì cho người ta có đáp ứng được đúng cái yêu cầu và cái tiêu chí của cái đơn vị đó người ta đưa ra hay không. Thì tôi cũng có 1-2 phút để chia sẻ cái công việc đó đến với cả anh em và đến với cả thầy Toàn. Cảm ơn các anh chị lắng nghe cái việc chốt sale của tôi, mà một cái ông đại tá, ông ấy đeo quân hàm, một quân hiệu, ông ấy lạnh mặt lạnh như tiền luôn. Rồi, cảm ơn, nhường trở lại cho thầy Toàn và MC nha. À, chị Tiền Giang hả? Có nghĩa là như thế này nè, cái đường link Zoom này nè là của Viện Đào tạo Bách Khoa, thì tối khoảng 19:30 chị Tiền có hỏi là Tiền Giang có hỏi là ID nào, thì là chính là ID này luôn nè. Cái ID này thì tối 24/6 là chúng ta học về thiết kế Canva từ 19:30 là 7:30 tối á, buổi tối không à. Còn 3/5/7 thì dạy về chốt sale và các cái dạng như là đồng tiền điện tử, thì tại vì Dũng là chuyên về đồng tiền điện tử đó, là anh chị có thể tham gia miễn phí ở đây đấy. Còn mình thì là mình là cà phê là sáng thứ bảy và sáng chủ nhật, đúng không ạ? Rồi hoặc là mình họp với ai mình đưa lấy cái Zoom này mình họp. Còn buổi sáng thì mình lại là lấy cái link của Mylan 999886868 đó, thì mình dùng cái đó. Thì là 24/6 với 3/5/7 là 24/6, 3/5/7 là đều học 19:30 hết hả thầy? Đúng rồi, học 19:30 hết. Nhưng mà anh chị thì chị nên học 24/6 thôi. 3/5/7 ở kia cao siêu lắm, chị không có học nổi đâu. Tại vì các bạn đó là đang là đầu tư triệu đô mà. Anh chị vô là nghe mắc hồn lắm. À, nên là học 24/6 thôi chị Tiền Giang ơi. 24/6, không có đó mà. Dạ, 246. Dạ, 246 là liên cà phê.
Lên không, 26 là buổi tối á, là học thiết kế Canva, thiết kế WordPress, thiết kế landing page, là để cho chúng ta có công cụ để kinh doanh online. Là mình lấy cái đường link cà phê không thầy, mình lấy cái đường link cà phê buổi tối 2-6 mình học. Đúng 19:30. Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn. Cảm ơn ạ. Ủa sao phòng tự dưng im đấy? Anh chờ em dung lên tiếng mà. Đã nghe Zalo ai gọi hết hồn, thấy dung xuất hiện. Em thấy chuông hăng quá nên là em phải xuất hiện. Anh Sáu bên đây sao thấy hiền quá ta? Có anh Thành nữa nè. Anh Thành này. Anh Thành mới vào đấy anh. Toàn ơi. Em giao lưu với anh Thành đi. Tại vì vô sao á cho nên thì khi cũng không nắm được hết nội dung của các anh chị nói giờ nghe ta. Tại vì giờ phải nắm hết cái nội dung rồi trao đổi trước thì nói nó mới ok cho nên là thôi các anh chị trao đổi cho mình nghe. Có nghĩa là chủ đề chúng ta là marketing không đồng, marketing online mà không đồng á. Nói chung là làm gì có tiền mà không phải bỏ ra thì thầy Toàn ơi, tôi thăm thầy Toàn ơi. Dạ nghe anh ơi. Nghe anh. Mình cũng chưa trễ, cũng kiểu là nghe thôi. Nghe marketing mà không đồng là mình mê lắm. Dạ. Tại vì công ty mình hiện nay là chi phí về cái marketing cũng tương đối. Dạ. Nó mà hiệu quả thì nó cũng chưa được như cái ý của mình. Dạ. Vấn đề là mình có cái phương án, phương pháp là mình đo thầy Toàn, mình đo cái hiệu quả của nó, có những cái KPI để mình đo. Thì cái việc mình bỏ tiền ra thì nó có nhiều kênh, mỗi kênh chi phí thì cũng khác nhau, hiệu quả đem đến cũng khác nhau. Nhưng mà cái thực sự mình nói là sau một thời gian mình đó thì là không phải là dân marketing, cũng không phải dân sale, mình làm kỹ thuật trước giờ. Thì cũng cho nên là thực ra là qua cái mảng này nghe các thầy, mấy các anh em trao đổi thì cũng chỉ là nghe học để học hỏi thôi. Thì thấy là nó, nhưng mà mình mới trải nghiệm cái những cái việc mà kiểu như vậy đó thì khoảng chừng năm nay thôi. Đó, thì mình thấy là cái tiền mà cho marketing là nó đi giống như thăm thẩm chiều trôi vậy đó. Nó đi mà không làm thì không được, mà làm thì hiệu quả nó về đến đâu đó thì cũng rất khó đo. Đó, thành ra là trước mắt thì mình cũng vẫn là phải chi cho cái đó. Mà một mặt khác là mình phải làm cách nào đó mình mà marketing mà không tốn tiền, kiểu không đồng như thầy nói thì vẫn là cái hướng của mình đang nhắm tới. Trên cái chủ đề này thầy nói là mình rất là quan tâm. Thì hiện nay theo bên mình thì mình đang triển khai một số cái cũng chia sẻ lại với thầy với các anh chị là rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là các anh em sale thì dựng những cái kênh YouTube đó, mình có cái kênh chính của công ty thì cái kênh đó thì mình cũng sẽ duy trì nó hàng tuần hay hàng tháng bao nhiêu clip đó, chủ đề như thế nào, cũng như là cái khuyến cáo của một số các chuyên gia đó thì mình giữ cái kênh đó là cái kênh chính. Còn lại thì các anh em sale bên mình cũng sẽ dựng, mình cũng yêu cầu các anh em là mỗi anh em phải dựng một cái kênh về marketing riêng cho mình ngoài website ra cái thứ đó, thì cái YouTube và cái TikTok là hai cái mà anh em ở bên mình đó là sẽ xây dựng các cái kênh cá nhân để nó hội tụ chung cái kênh chung của công ty để mình xây dựng thành một cái cộng hưởng chung để mình quảng cáo sản phẩm của mình. Thì trong cái trong quá trình làm như vậy thì cũng có một số anh em mà tích cực
từ cái người mà không dám đứng trước ống kính, không biết nói cái gì, huấn luyện rồi từ từ anh em cũng có những cái clip riêng của mình, rồi cũng có đến chục ngàn, hai chục ngàn view, và cũng bán được các cái sản phẩm. Bên mình thì làm ô tô đó, giống như chỗ anh Sáu đó. Thì anh Sáu thì nhà máy thì lớn, không nói thì mình chỉ là đại lý thôi. Thì mình thấy là các anh em mà chịu khó làm các cái kênh YouTube như vậy đó, là bán xe thậm chí còn tốt hơn các cái kênh mà mình bỏ tiền ra mình quảng cáo nữa. Đó, cho nên là mình thấy cái đó rất là hay, và cũng muốn nghe thêm chỗ thầy các anh chị về cái các cái phương pháp khác. Hồi nãy giờ thì mình vô trễ nên là không biết là có thể nhờ thầy Toàn tóm tắt lại dùm cái khúc trước những cái bí quyết, những cái tuyệt chiêu của mình là gì không ạ? Rồi, cảm ơn anh Thanh. Cái này thì rất nhiều các cái CEO quan tâm lắm. Cái này mình đi đào tạo là quan tâm lắm. Như thế này nè, có nghĩa là sáng giờ là mình đưa một cái công cụ affiliate marketing cho anh chị kiếm tiền mà không đồng, thì cái đó là công cụ thì anh em mình nó sẽ tìm phải thực hành và tìm hiểu sau đi ha. Nữa Toàn sẽ chia sẻ riêng cho anh cái format và cái vision, cái tư tưởng để mà không đồng á, là anh Thanh phải hiểu như thế này nè. Nó có hai trường phái. Một trường phái là có tiền bỏ ra thì chúng ta tốn không bao nhiêu tiền, thì không bao nhiêu tiền mà đủ hết chứ, chắc cú luôn anh chị. Tôi thấy đơn giản như là bây giờ anh làm một cái website, anh muốn cái website đó nhiều người biết đến thì anh phải chạy Google AdWords, đúng không, là coi từ khóa SEO đó, SEO đó. Thì anh phải phân tích từ khóa. Nếu ở đây anh Phương anh gần này phân tích từ khóa, thì từ một từ khóa thì nó lại nhiều từ khóa con cháu chích. Ví dụ như lấy ví dụ như là anh là ô tô đi, ví dụ như ô tô chất lượng cao, thì từ cái chữ từ ô tô chất lượng cao đó, nó sẽ có khoảng 2.000 cho 5.000 từ bao dây cái từ ô tô chất lượng cao. Ví dụ như là ô tô chất lượng cao Bình Dương, ô tô giá rẻ chất lượng, ô tô gì đó, nó sẽ tổ hợp ra. Tại vì chúng ta phân tích từ khóa tổ hợp thì chúng ta sẽ có những cái từ khóa để mà chúng ta chạy quảng cáo, và tương ứng từ khóa đó anh phải viết một content và anh đẩy quảng cáo, thì anh tốn khá nhiều chi phí. Đó là gọi là cái cách mà format ngày xưa người ta đi. Thì anh phải có ngân sách, thì thường là những cái người mà bình thường người ta sẽ đi như hướng đó. Cái hướng thứ hai mà Toàn đi là không tốn tiền, không tốn tiền hoặc là thậm chí tốn tiền ít thôi. Có nghĩa là anh phải tạo một hệ thống auto sell, automated sell. Có nghĩa là một hệ thống bán hàng đa kênh tự động. Bán hàng đa kênh tự động thì có gì? Thứ nhất, anh nãy nói đúng đó. Đầu tiên nhất là anh phải định hướng là tư duy bán hàng và tư duy truyền thông, anh đi vào hướng nào. Toàn lấy ví dụ như Toàn đẩy hết tất cả tư duy bán hàng về group Zalo. Tại sao chọn group Zalo? Tại vì group Zalo là nhiều người ta sử dụng. Dân bình thường cho tới dân cao cấp đều sử dụng. Đương nhiên tôi biết sử dụng Telegram chứ. Telegram nó lại là bây giờ là anh em mà làm IT, ví dụ như dân mà chơi mà đầu tư tài chính á, của thế giới á, thì thường là chơi Telegram. Thì tôi có một nhóm Telegram riêng, đó không nói. Có nghĩa là mình muốn truyền thông marketing thì mình lấy cái gì mà người dân tình người ta xài nhiều nhất, chính là Zalo. Ngày nay là 100 triệu dân đúng không? Là có hết 70 tới 80 triệu dân là chơi xài Zalo. Cứ có điện thoại là có Zalo. Thậm chí như tôi là có 2-3 cái nick Zalo là. À, cho nên là bây giờ mình phải chọn cái tư tưởng bán hàng mình là không đồng. Thì bây giờ anh chị phải xây dựng thôi. Thứ nhất là anh chị phải xây dựng website. Thì nói là không đồng nhưng website phải bỏ tiền. Landing page có thể miễn phí, Facebook miễn phí, TikTok miễn phí, YouTube miễn phí, Zalo miễn phí, tất cả mọi thứ miễn phí, đúng không? Thì bắt buộc anh chị phải, nếu mà muốn nhanh lên từ khóa thì bắt buộc phải viết content. Đó, thì giống như tôi là tôi đi theo hướng tạo di sản là viết content. Content của tôi là gì? Ví dụ như content của tôi là những bài học, thì tôi sẽ viết những cái nội dung chuyên về marketing mà không đồng. Tôi lấy ví dụ như đang nói marketing không đồng đúng không? Thì chắc chắn anh chị quan tâm cái chủ đề này rồi. Thì tôi sẽ đưa ra những cái tuyệt chiêu, tôi có 208 cái ý tưởng viết content không đồng. Đấy, thì anh chị sẽ đọc. Mà anh chị đọc thì anh chị sẽ biết tới tôi. Mà biết tới tôi thì sao? Giống như anh Thanh nè, anh đang có cái nỗi đau là làm sao cho dân truyền thông của mình là gì? Phải biết viết content như vậy thì anh phải mời tôi đi đào tạo. Đúng không? Ngược lại, bây giờ trường hợp của anh thì anh phải suy nghĩ. Để mà xây dựng được hệ thống marketing sale rồi thì anh cũng đã có rồi, nhưng mà còn lại là viết content. Mà content ngày hôm nay không phải là viết không, mà anh phải biết làm kênh YouTube. Mà làm kênh YouTube á, anh làm như đài truyền hình lại càng sai nữa. Anh chị hiểu tôi nói không? YouTube mà làm giống như đài truyền hình là càng sai nữa. Nhưng mà như tôi làm YouTube lên là sao? Tôi làm kiểu Zoom.
có nghĩa là sao, là tôi không chuyên nghiệp. Anh chị mà làm chuyên nghiệp nó lại nhiều khi khán giả nó lại sai, nó không chịu theo. Còn mình làm mà vừa bán chuyên nghiệp có nghĩa là không quá tệ mà cũng không quá xuất sắc thì người ta lại thích. Hoặc là anh viết content vào cái trend, ví dụ như trend bây giờ là gì, cái trend bây giờ là người ta muốn đi du lịch, hay cái trend đó thì anh phải dựa vào cái từ khóa Google AdWords, nó có một cái từ khóa là Google Trend. Thì bây giờ anh có bao nhiêu đại lý và địa lý của anh ở đâu, đúng không? Thì bắt đầu anh phải đi vào cái Google Trend của anh, thì lúc đó mới xây dựng content. Cho nên á, là cái hệ thống automation sale mà đa kênh á, là cái nhà, cái nhà của mình thì anh chị biết rồi, nhà cấp 4, cấp 3, cấp 2 gì đó là tùy. Nhưng mà để cho khách hàng đi vào nhà của mình thì mình phải có cái nội dung, có nghĩa là trang trí nội thất nó đẹp. Tôi lấy ví dụ như website, có nhiều người xây dựng website mà thông tin nó hồi 1900 hồi đó luôn, xa thì là xa đó. Cho nên là anh chị xây dựng website xong, anh chị phải có người quản trị website, quản trị hệ thống của mình, giống như một người quản gia. Thì lúc đó đó người ta mới tới mình được. Ví dụ như buổi tối nhà của mình là website chẳng hạn, anh chị phải thắp đèn lên, quét dọn lau chùi thì khách mới lớn chứ, đúng không? Thì quan trọng nhất vẫn là chúng ta xây dựng ra qua hệ thống đó. Thì nãy giờ tôi đang nói cái cách mà để xây dựng hệ thống xong rồi, rồi anh chị kéo khách hàng về bằng những cái thủ thuật. Nhưng mà kéo những thủ thuật về, ví dụ như hồi tối các bạn Trần Anh Dũng có chia sẻ đó, bên Viện Đào Tạo Bách Khoa tôi đó, có chia sẻ về cái cách mà bạn lấy database, lấy database từ cái gì, từ Facebook về, hoặc là từ cái group Zalo, hoặc là từ cái fanpage về. Nhưng mà anh lấy khách hàng về giống như là chúng ta dẫn á về cá về ao của chúng ta, nhưng mà chúng ta không có kỹ năng chốt sale thì chúng ta cũng thất bại luôn, nó không ra đơn. Xin lỗi thầy, cái món mà lấy database từ Facebook á này, chắc nhờ thầy làm một section cho bên mình nha. Rồi được, ừ, anh cái này thì mua cái tài khoản của một cái công ty mà đó là cũng học trò của mình. Nếu anh mua đó thì nó sẽ mắc, mua bên ngoài mắc, mà qua Viện Đào Tạo Bách Khoa thì mình có cái cơ chế hợp tác với nó mà, thì nó giảm giá nhiều lắm. Thì cái đó để mình nói sau với phần mà công nghệ ha. Khi mà anh mua chiếc xe ô tô về, giống như là anh mua một phần mềm, anh phải có cái đội ngũ sử dụng, và thì bên mình training cho cái đó hoàn toàn miễn phí. Nếu anh mua phần mềm thì bên phần mềm nó cũng training cho anh. Tuy nhiên cái kỹ thuật sử dụng, tôi lấy ví dụ như là bây giờ tôi lấy cái trường hợp Scandinavia này nè, tại vì nếu mà muốn làm với anh Thanh đó là phải nghiên cứu doanh nghiệp của anh. Bây giờ là tôi bách khoa của tôi là Viện Đào Tạo Bách Khoa đã từng làm cho bất động sản kiên quan, tôi làm như sau. Cái tư tưởng làm như sau: thứ nhất là tôi cũng yêu cầu họ mua cái phần mềm lấy database về, họ lấy xong rồi đúng không, sau đó là nó có 3.000 sale, 3.000 người sale bất động sản đất nền nha anh chị, kiên quan nó dữ lắm á, nó có tới 20 mấy cái sàn giao dịch bất động sản ghê lắm á. Thì anh chị thấy mỗi một người có một cái phần mềm như vậy, bắt đầu làm sao tôi tổ chức cuộc thi. Tôi lấy ví dụ như có một cái dự án đất nền ở Đồng Nai đi, ở ngay thành phố Biên Hòa đúng không, nó có 1.000 nền. Thì thay vì á, thường là một, tôi biết luôn cái ngân sách truyền thông của nó là thường là bỏ 1.000 nền là khoảng 1 tỷ tới 2 tỷ tiền chạy quảng cáo, để chạy Facebook, Zalo, đăng ký báo chí. Tôi nói không, tôi nói với chị tổng đốc, nói không, chị cho em 1.5 tỷ thôi, không cần 2 tỷ. Em tổ chức cuộc thi. Tổ chức cuộc thi gì thế nào? Tôi tổ chức cuộc thi là bây giờ viết cảm nghĩ về ngành bất động sản khi tham gia kinh doanh cùng với Kim Quang. Thì ngay lập tức á, những người mà viết cái content đó, viết content đó thì bắt đầu sao chị? Bắt đầu là nếu anh chị nào viết và nhiều like nhất, nhiều người share nhất thì sẽ được thưởng những giải thưởng khác nhau. Thì tôi lấy cái ngân sách thay vì tôi chạy quảng cáo đó, đây qua đây tổ chức cuộc thi, anh chị hiểu tôi nào? Như vậy thì cái like của mình nó chân thật. Xong đó là gì nữa? Lấy ngân sách đó tôi đào tạo cho họ. Thì khi mà nó viết bài lên thì nó sẽ alo đối tác của mình, gọi là alo những cái partner của mình, bắt đầu vô like share. Thì tự động nó dậy sóng trên mạng. Dậy sóng trên mạng mà nó là mang tính chân thật. Như vậy thì nó còn hay hơn là chúng ta chạy quảng cáo. Thì cái format tư tưởng nó là vậy. Đó. Còn tùy vào doanh nghiệp của anh Thanh thì nó lại là có những cái chiêu thức khác. Thì cái này tôi nghĩ là phải gặp anh inbox riêng thì nó mới có một chiến lược riêng. Thế còn những cái mà tôi đã làm thành công thì mỗi nơi một doanh nghiệp đó sẽ có một cái chiến lược khác nhau. Thì nãy giờ mình đang bàn không đồng là như vậy. Có nghĩa là mình phải có cái nội lực để chúng ta triển khai. Rồi, cảm ơn anh ạ.
Vâng ạ, thì bây giờ cũng hôm nay chúng ta cũng là tròn 11 giờ rồi. Thì hôm nay chúng ta kết thúc buổi cà phê tại đây. Các anh chị thế nào? Ngày mai chúng ta lại tiếp tục chủ đề. Vâng ạ. Okay. Mai chủ đề gì ta? Tất cả phòng sẽ phải chấp thuận theo những các ý kiến chung là cứ 11 giờ là phải dành cái thời gian cho thầy Toàn thôi, chứ không thể nào lấy hết thời gian của thầy được. Không sao anh, 11 giờ là nghỉ. 50 phút thì không sao đâu anh. À, nói thêm như vậy nè, anh em mình có thể nói thêm cái chủ đề marketing online. Thật sự cái chủ đề marketing online này á, nói hoài này không hết đâu. Tại vì Toàn ơi, mình làm trong cái ngành là... rất là lâu. Nói, mình biết. Mai, buổi mai. Ở trên đấy. Bây giờ nói thì chúng ta cũng không thể đủ thời gian được. Thế mai chủ đề chúng ta là marketing online nhá. Các anh chị đồng ý không? Đồng ý ạ. Vâng, em xin mời các anh chị khác. Marketing online thì nó nói marketing online nó rộng quá, mình phải nói cái khía cạnh nào chẳng hạn như là. Ví dụ như vậy nè, bây giờ thế nào, thôi bây giờ nè, nói tới marketing online thì nó có nhiều công cụ. Bây giờ mình ngày mai mình nói tới content đi. Content là nhiều người bị dính nhiều nhất. Cách viết một bài quảng cáo như thế nào. Hôm nay mưa bỏ bùng gì đó, ví dụ vậy. À, mình có lý do vậy, anh chị sẽ có. Tôi lấy đúng trong sách ra luôn là 9 tuyệt chiêu viết quảng cáo. Anh chị cần nghiên cứu 9 tuyệt chiêu lên trước rồi đã. Rồi từ từ học tới 208 gì đó, từ từ. Có tiền tính sao, bây giờ không có tiền. Yeah. Chứ nói mà cái tiền online thì nó rộng quá. Mình viết về content. Mình nói về content. Rồi. Nha. Rồi. Mai mình sẽ nói về content. Thí dụ như anh bán gạo thì anh viết kiểu gì. Đúng không? Anh bán thuốc lá thì anh thương thì anh viết kiểu gì. À, rồi anh bán xe mô tô viết kiểu gì. Rồi môi trường anh viết kiểu gì. Đó. Có nhiều thứ để chúng ta viết lắm. Mà chưa chắc ngày mai không có đủ thời gian để viết đâu. Nhiều lắm. À, rồi. Chúng ta chịu khó nói về content ha. Anh em đồng ý không? Ok. Ngày mai mà chúng ta bàn chủ đề được đúng mà được đi chủ đề chúng ta mong muốn ý, thì các anh chị chúng ta nên lưu ý là chọn cho mình những cái câu hỏi hay là những cái gì liên quan đến mà những cái lĩnh vực mình quan tâm ý, để ngày mai chúng ta đi vào chủ đề nó sẽ vừa là hợp vừa là chúng ta vận dụng luôn được. Vâng, em xin mời anh Toàn. Ok, vậy thì chúng ta kết thúc rồi thôi nha. Rồi, xin chào thầy. Rồi, chào anh chị. Ăn nhiều sức khỏe nha. Rồi, ok, ngày mai gặp. Chào chị Quý. Quý bán mấy tuần vừa rồi được bao nhiêu tấn gạo rồi? Dạ. Dạ. Mấy tuần vừa rồi là chị đã học ở lớp marketing của thầy này, rồi lại học ở trong cái phòng cà phê buổi sáng rồi thì cái tần suất mà chị xuất gạo đi thì là được bao nhiêu tấn rồi? Chỉ có những người cũ người ta tái sử dụng thôi, còn thí vô đây lo học quên cái bên kia luôn rồi. Chị Thúy là bây giờ chị phải bán gạo. Chị Thúy cháy gạo. Chị Thúy là ở quận nào chị Thúy? Chị Thúy là ở quận nào? Hình như chị Thúy ở quận 6. Em ở quận 5. À, quận 5 hả? Em hả? À, cho thông tin đi để order gạo sạch thử. Ờ, bán hàng được rồi đấy chưa? Chốt liền. Đó, đấy, bắt đầu. Sale liền. Chốt sale luôn. Chốt sale liền. Để cứ ấy đi rồi để tí đưa vô. Tại vì ở đây là tí vào cái nãy tí xin lỗi là quên. Là tí đưa cái link đó là mấy bạn đừng có ấy vô đó nha. Thì mình theo cái hệ thống của thầy Toàn đó. Thì bây giờ chẳng qua là nhà đâu chỉ có thực phẩm sạch thôi. Nói cho vui chốt xe thôi chứ chị cứ liên lạc số điện thoại anh Sáu đi. Bán tại vì phải tính như nè, chị thấy chị bán chị Ngọc Thúy ơi, chị bán cho anh Sáu mà chị phải tính luôn là anh Sáu có các hệ thống đại lý xe ô tô bán hết luôn. Một đại lý có 100 thằng bán xe chị bán luôn. Là một trăm thằng đó nó có 100 con vợ bán luôn, ví dụ vậy đó. Đúng rồi. Phải tính như vậy chứ đâu phải bán 10 ký gạo hết đâu, đúng không? Phải chốt như thầy Đoàn nói thì mới chốt được. Wow.
Mà chị ám sát trong đây anh Sáu liền. Chào chị. Ở đâu, trong đây có trong đây có Sáu với là anh Âm là cùng chỗ. Nếu là Sáu chốt được là chốt luôn cả anh đấy. Thôi anh chạy ra ngoài rồi, anh chốt anh chạy luôn rồi kìa. Chạy ra ngoài. Rồi, bye bye, mai gặp lại nha. Ok. Rồi, chị thấy chốt chốt gì đấy? Chị thấy chốt là gì đấy? Bằng sự quyết tâm và nỗ lực, Viện Đào tạo Bách Khoa đã thực hiện ước mơ, trăn trở của mình là xây dựng cộng đồng CEO, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp, tiến đến kiến tạo một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Là đơn vị đồng hành cùng nhu cầu phát triển của nhiều đối tác trong nhiều năm qua của các hội doanh nghiệp trên toàn quốc, Viện Đào tạo Bách Khoa đã cung cấp hàng trăm ngàn khóa học thuộc các lĩnh vực như quản trị, các chương trình khởi nghiệp quốc gia, kinh doanh, nghiệp vụ ngân hàng, tin học, ngoại ngữ, văn hóa doanh nghiệp, nghệ thuật lãnh đạo, kỹ năng mềm, coaching cho CEO, tư vấn và triển khai chiến lược quản trị doanh nghiệp cho nhiều doanh nghiệp khác nhau với phương châm kiên định, tạo giá trị, trao kết quả. Viện Đào tạo Bách Khoa không ngừng xây dựng và triển khai những khóa học chất lượng theo sát nhu cầu của xu thế quốc tế hóa, trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản lý cho cấp lãnh đạo cũng như hoàn thiện kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên thông qua việc bám sát tình hình thực tế của doanh nghiệp. Viện Đào tạo Bách Khoa với phương châm tạo giá trị, trao kết quả, chúng tôi đã đào tạo với nhiều chương trình thực chiến và hỗ trợ cho các doanh nghiệp như tạo ra diễn đàn để các CEO trao đổi sản phẩm dịch vụ, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, chọn lọc các bài học kinh nghiệm về quản trị trong nước và quốc tế, từ đó từng bước xây dựng các phương pháp quản trị mang sắc thái Việt Nam, đề xuất những giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam, triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo cho doanh nghiệp, tư vấn chiến lược quản trị doanh nghiệp để góp phần tạo dựng đội ngũ những nhà quản trị đáp ứng được đòi hỏi của nền quản trị mới. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Viện Đào tạo Bách Khoa là nhóm các thành viên thuộc tập đoàn Bách Khoa Group hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, hơn 28 năm hình thành và phát triển. Viện Đào tạo Bách Khoa đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và coaching với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp Việt và cùng lan tỏa giá trị sống dựa trên triết lý 3 gốc rễ, đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Các khóa nổi bật của Viện Đào tạo Bách Khoa được hơn 16.000 doanh nghiệp tín nhiệm trong thời gian qua.